Dọc này chưa anh Trung? Đi dọc được kia xong dễ lên bên này được rồi đi ra kia. Ba cô lâu đài lớn. Mình đang ở đây này. Thẳng với đoạn này. Mấy cái nhà. Vâng. Đấy. Một là đi ra đây vòng lên đây, hai là đi ra đây thì vòng được hết đoạn này. Vòng đây. Con đi vòng này, vòng này. Đây đây vòng lại về đây á. À? Hay là đi này vòng này xong ra đây xong đi vòng kia rồi. Xong. Đây, đấy, đây đấy, đấy, sau đi kia. Đây. Nhưng mà ra đằng kia là mới gần với tôi đâu nào không nhỉ? Cái bố nó cứ đi. Đây, đi vào đây luôn. Táo này. Tại có táo. Nó chưa nở hoa. Đây là cây táo các bạn.